Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình cổ phiếu 360 được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư và xin giới thiệu với mọi người hôm nay chúng ta sẽ nói đối thoại với anh Dũng đến từ bộ phận research của công ty chứng khoán VN-Direct và chúng ta sẽ nói về cổ phiếu GMADF GMD. Thì đây là một cổ phiếu mà đã được nhà đầu tư bình chọn là sẽ được chúng tôi phân tích ở trên kênh YouTube. Thì khi quý nhà đầu tư muốn chúng tôi phân tích cổ phiếu nào thì hãy comment và tương tác với chúng tôi ở trên các kênh Facebook và YouTube để chúng tôi có thể lựa chọn cổ phiếu cho các chương trình các tuần sau. Và bây giờ tôi sẽ vào cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và tôi sẽ giới thiệu qua về cái cổ phiếu GMD. Thì cổ phiếu GMD là công ty chuyên về dịch vụ cảng biển, có đến 88% doanh thu đến từ khai thác cảng và 77% lợi nhuận trước thuế là đến từ dịch vụ này. Lợi nhuận của cổ phiếu thì đã tăng trưởng năm 2016, 2017, 2018 và sau đấy thì đã giảm xuống năm 2019, 2020 thì 2018 là cái năm mà khi mà GMD thoái vốn khỏi một số ngành cho nên có lợi nhuận đặc biệt. Còn sau đấy thì là họ có cái sự sụt giảm là bởi vì do là có đầu tư thêm vào các dự án Gemalink và ngoài ra nữa thì là ảnh hưởng với Covid khiến cho cái lợi nhuận của họ sẽ bắt đầu quay trở lại tốt vào năm 2021 và 2022. Và tôi sẽ đi qua ba cái điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu ngày hôm nay. Ba cái điểm tích cực của cổ phiếu sẽ bao gồm là việc thứ nhất, GMD thì có các cụm cảng lớn bao gồm cảng Việt Nam, có cảng nước sâu và có công suất vượt trội. Thứ hai là triển vọng ngành cảng biển và các công ty cảng biển sẽ được hưởng lợi từ đầu tư cơ sở hạ tầng, hiệp định thương mại và chính sách. Và cuối cùng là công ty sẽ có tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2021 và 2022. Và bây giờ tôi xin phép mời anh Dũng có thể nói qua cho quý nhà đầu tư về cái luận điểm đầu tiên về việc là cái hệ thống cảng của GMD nó như nào. Vâng, sau đây tôi xin đi vào cái luận điểm đầu tư tích cực đầu tiên về GMADF. Đó là việc GMADF sở hữu những cái cụm cảng lớn và bao phủ được hết Việt Nam với công suất vượt trội và cũng đồng thời cũng sở hữu một cái cảng nước sâu hiện đại nhất Việt Nam. Hiện tại thì các cảng GMADF sở hữu tổng cộng là 7 cảng, bao gồm 3 cảng ở Hải Phòng, 1 cảng miền Trung, 3 cảng miền Nam. Các cảng ở Hải Phòng của GMADF bao gồm cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ và Nam Hải ICD thì có lợi thế về luồng lạch và được nạo vét sâu với công suất khai thác cao và cơ sở hạ tầng hiện đại để có thể đón những tàu có tải trọng lớn. Hiện tại thì thị phần của GMADF lớn thứ hai ở Hải Phòng đứng sau mỗi công ty cổ phần cảng Hải Phòng là PHP. Không chỉ có chỗ đứng vững chắc ở thị trường miền Bắc, GMADF còn hiện hữu dọc theo chiều dài đường biển Việt Nam thông qua ở miền Trung là hệ thống cảng Dung Quất là cảng Hàng Rời và ở miền Nam thì có cảng Phước Long ICD là một cảng rất lớn và tiềm năng nhất đó là cảng nước sâu Gemalink. Hiện tại thì tổng công suất các cảng hiện tại của GMADF vào khoảng độ 2,25 triệu TEU và có thể tăng đến 5,15 triệu TEU với sự đóng góp từ tổng công suất các cảng hiện tại của GMADF vào khoảng độ 2,25 triệu TEU và có thể tăng đến 5,15 triệu TEU với sự đóng góp từ Gemalink 2,4 triệu TEU và cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 là 500.000 TEU. Cảng Gemalink thì theo quan điểm của chúng tôi thì cảng này sẽ được hưởng lợi từ cái xu hướng là hiện nay các hãng tàu ưa thích các cảng nước sâu do kích cỡ của tàu ngày càng tăng. Theo Alpha Liner thì các công ty vận chuyển quốc tế đã gặp nhiều khó khăn nên phải sử dụng tàu có tải trọng lớn hơn để cắt giảm chi phí các tuyến đường dài. Và theo thống kê thì 77% lượng đặt đóng tàu trong 2 năm tới là tàu có sức chứa trên 10.000 TEU và chỉ trên 100.000 TEU và chỉ các cảng sâu là có khả năng tiếp nhận các tàu này. Một số cái đặc tính ưu việt của cảng Gemalink, thứ nhất đó là Gemalink sở hữu cái vị trí đắc địa nhất tại khu vực Cái Mép Thị Vải ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tọa lạc ngay tại cửa biển và với cái mớm nước rất là sâu, rất thuận tiện cho các tàu mẹ cỡ lớn có thể ra vào làm hàng. Gemalink thì cũng có cái cầu bến chính dài nhất khu vực
có cái bến, những bến chuyên dụng để dành cho những tàu feeder có thể kết nối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long để có thể vận chuyển hàng lên tàu mẹ. Và đây cũng là cái cảng nước sâu duy nhất tại khu vực Cái Mép Thị Vải có cái khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 200.000 deadweight ton. Cơ sở tầng hiện tại của cảng Gia Linh hiện tại là tổng diện tích là 72 ha và đồng thời là có chiều dài 3 bến cho tàu mẹ là 1.150 m, chiều dài 2 bến cho tàu feeder là 370 m. Công suất khai thác dự kiến là 2,4 triệu TEU chia thành hai giai đoạn. Thì dự kiến là Gemadep sẽ khai thác giai đoạn 1 trong năm từ tháng 1 năm 2021 với công suất giai đoạn 1 là khoảng độ 1,5 triệu TEU, và trong năm 2021 thì công ty sẽ dự kiến khai thác tối thiểu là 80% công suất. Ok, thì tôi sẽ xin phép là sẽ được bổ sung thêm một số các thông tin khác trong cái luận điểm thứ nhất này. Thì đấy là cái việc mà cái cảng Gia Linh nó khai thác được ngay từ tháng 1 năm 2021 và kế hoạch là sẽ được 80% công suất, thì nó rất là một cái thông tin rất là tích cực đối với cả công ty GMD. Bởi vì sao? Bởi vì do là bình thường khi mà các cảng mới đi vào hoạt động thì thường là họ sẽ dự kiến là sẽ phải 3 năm mới có thể full công suất, nó sẽ dần dần là 40, 60 và 80 và 100, hay là 50, 80 và 100 kiểu như vậy. Và cái giai đoạn đầu tiên là những cái năm đầu tiên khi mà các cảng này đi vào hoạt động, mà khi mà sản xuất, khi mà họ mới chỉ khai thác được khoảng tầm dưới 60% công suất, thì nó thường sẽ làm cho cái việc là hoạt động các cảng đấy là nó sẽ bị lỗ, bởi vì do là chúng ta đều biết là cái các cảng, các hoạt động của các doanh nghiệp cảng thì chi phí lớn nhất sẽ đến từ chi phí cố định, là cái chi phí cấu hao từ việc xây dựng cảng mới. Chính vì thế khi mà ngay từ năm đầu tiên mà Gemalink đã khai thác được 80% công suất rồi thì sẽ khiến cho cái cảng này sẽ có lợi nhuận tốt hơn. Qua đấy thì là nó ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng tốt trong những năm tới, và ảnh hưởng và tiếp theo nữa thì nó sẽ làm cho cái biến động tích cực cho giá cổ phiếu. Và tôi sẽ xin phép sẽ sang cái phần luận điểm thứ hai liên quan đến cái triển vọng ngành cảng biển nó sẽ hấp dẫn như thế nào. Và mời anh Dũng có thể trình bày thêm. Trước khi vào luận điểm thứ hai thì tôi cũng xin giải thích thêm là lý do tại sao mà Gemalink lại có thể khai thác được đến 80% công suất ngay từ năm 2021 như thế này. Lý do là bởi cái cổ Gemalink hiện tại là có hai cổ đông góp vốn, đó là Gemadep chiếm 75% và một hãng tàu lớn là CMA CMG chiếm 25%. Thì đây là một hãng tàu rất là lớn trên thế giới, là một trong ba hãng tàu lớn nhất thế giới, và họ nằm trong cái liên minh khai thác hàng hải đại dương của thế giới, đó là Ocean Alliance. Thì nó bao gồm cái liên minh này nó bao gồm hai hãng tàu còn lại. Thì do là có cái cổ đông lớn như thế này góp vốn nên là CMA CMG sẽ ưu tiên chuyển cái nguồn hàng hiện tại đang khai thác của họ đang cập bến ở những cảng ở Singapore hay ở Thái Lan về cập bến cảng Gemadep. Và đồng thời thì CMA CMG cũng sẽ vận động các cái công ty trong các cái hãng tàu trong cái liên minh hàng hải của họ đến làm hàng ở cảng Gemalink của Gemadep, thay vì là hiện tại là đang làm hàng ở cảng Sing hay là cảng Thái Lan. Đó là lý do chính mà Gemadep có thể tự tin về cái sản lượng khai thác công suất 80% trong năm 2021 này. Sau đây tôi xin đi vào cái luận điểm đầu tư thứ hai, đó là cái triển vọng ngành cảng biển thì sẽ được hưởng lợi tích cực từ các hiệp định thương mại, và đồng thời là phí vận chuyển cũng sẽ có thể tăng. Thì cái hiệp định tự do thương mại EU Việt Nam EVFTA thì đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Đồng thời thì các FTA khác cũng đang được đàm phán. Ví dụ như là cái hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP giữa ASEAN và 6 nước châu Á Thái Bình Dương, hay là có thể kể đến FTA giữa ASEAN và Hồng Kông, hoặc là FTA giữa Việt Nam và Israel. Thì những cái FTA này đang được đàm phán, và khi mà nó được thông qua thì nó sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho cái thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam với các nước châu Âu và các nền kinh tế lớn khác của châu Á. Ngoài ra thì do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra từ năm 2018 đã khiến nhiều doanh nghiệp họ lựa chọn chuyển dịch cái chuỗi sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh các tác động tiêu cực và tận dụng cái chi phí lao động rẻ ở Việt Nam. Thì với cái việc
chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng như là các cái hiệp định triển vọng mang lại từ những cái hiệp định FTA đã ký và sẽ đàm phán, thì tôi tin rằng là lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam trong chung và dài hạn sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Về cái giá khai thác cảng tại Việt Nam thì mọi người có thể thấy là hiện tại thì giá dịch vụ cảng biển của Việt Nam thấp nhất trong khu vực. Cảng Hải Phòng trung bình khai thác đơn giá là 32 đô và 3 đô một tiêu, ở Sài Gòn là 41 đô một tiêu, ở Lạch Huyện và Cái Mép Vị Phải là cảng nước sâu là 52 đô một tiêu, trong khi cảng ở Thái Lan là 59 đô một tiêu, ở cảng Campuchia là 65 đô và ở Singapore là tận 111 đô. Thì trước cái sự chênh lệch về phí dịch vụ với các nước trong khu vực thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có cái đề xuất tăng giá sàn phí dịch vụ cảng biển theo lộ trình trong giai đoạn 21 đến 23. Thì cái đề xuất này thì đang được chính phủ xem xét và sẽ có thể, và chúng tôi kỳ vọng là nó sẽ có thể được thông qua trong năm nay. Tuy nhiên là cái triển vọng hưởng lợi từ cái đề xuất này thì nó sẽ khác đối với cả từng khu vực cảng. Đối với khu vực cảng Hải Phòng thì do cái nguồn cung vượt cầu, tình trạng cung vượt cầu hiện tại nên là nhằm thu hút và giữ chân khách hàng thì chúng tôi cho rằng các cảng ở đây họ sẽ phải tìm cái cách để mà giảm các khoản chi phí khác, nên là các cảng ở trong sông, các cảng ở thượng nguồn và hạ nguồn sông Cấm, sông Cấm thì sẽ không thực sự hưởng lợi, trừ cảng ở khu vực nước sâu ở Hải Phòng như là cảng Lạch Huyện hiện tại và sắp tới là có thể là cảng nước sâu của cảng Hải Phòng. Tuy nhiên là triển vọng là khác hoàn toàn đối với cả cái cụm cảng Cái Mép Vị Phải, do là nơi đây là cái cơ sở hạ tầng cùng lượng nhà khai thác rất là thuận lợi, do là cái yêu cầu đầu tư về vốn rất là cao khiến cho các dự án ở đây rất là hạn chế. Do đó là chúng tôi cho rằng là cái việc tăng giá này sẽ có cái tác động tích cực lên các cảng ở khu vực này, bao gồm cả Chiang Mai Linh. Vâng, vậy là anh Dũng đã đưa ra cho chúng ta những cái thông tin rất là tích cực về cái triển vọng của các hiệp định thương mại, cũng như chúng ta có thể thấy là ở trong cái hình 11 của cái slide của chúng tôi thì là năm 2009 đến 2018 thì nhờ ký kết với cả FTA với rất là nhiều đối tác cho nên là xuất khẩu của Việt Nam là đã tăng trưởng bình quân một năm lên tới 18,1%, nghĩa là gấp 3 lần so với cả GDP bình quân của đất nước chúng ta, thì nó sẽ là một cái tốc độ tăng trưởng rất là tốt. Hay là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở Singapore thì cái phí cảng biển của họ rất là cao, thì cái phí cảng biển cao này cũng là một cái phần thúc đẩy cho việc là cái nền kinh tế của Singapore phát triển, dẫn tới là các những thứ khác mà phát triển theo. Chính vì như thế cho nên chúng ta có thể thấy được rằng là cái ngành cảng biển của Việt Nam là một cái ngành rất là hấp dẫn, bởi vì do vị trí địa lý của Việt Nam thì cũng tương đối là thuận lợi, cũng không có thua kém gì Singapore cả. Thì tôi cũng rất là muốn biết là nếu mà vị trí của mình mà không thua kém gì Singapore như vậy thì tại sao mà cái giá cảng biển của mình nó lại thấp hơn hẳn so với cả Singapore, thì anh Dũng có thể giải thích thêm cho quý nhà đầu tư để biết thêm là vì sao. Vâng, có thể thấy là giá phí dịch vụ cảng biển của Singapore cao hơn rất là nhiều so với cả các cảng Việt Nam. Điều này đến từ việc là Singapore họ sở hữu cái hệ thống cảng nước sâu rất là hiện đại, và cũng ngược lại thì do là cái hệ thống cảng ở Việt Nam từ trước đến nay thì cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của các hãng tàu trên thế giới, đó là phải tiếp nhận được những cái tàu mẹ to để họ có thể tiết kiệm được chi phí. Chính vì vậy nên là các cảng ở Việt Nam thường bị ép về giá. Tuy nhiên thì tôi cho rằng bức tranh sẽ thay đổi khi mà chúng ta đang có cái đang ngày càng các cảng nước sâu ở Việt Nam đang ngày càng được chú trọng đầu tư, và tôi cho rằng là với cái năng lực tiếp nhận tàu không thua kém thì Singapore thì trong thời gian tới là mặt bằng chung giá khai thác dịch vụ cảng biển các cảng Việt Nam sẽ cao lên, và mong rằng là có thể tiệm cận được mức của Singapore. Vâng, đấy là chia sẻ của chúng tôi về cái triển vọng ngành cảng biển tại Việt Nam. Ngoài ra nữa thì cũng có thể nói thêm được rằng là bên Singapore thì tôi cũng có trao đổi qua với anh Dũng, thì anh Dũng cũng nói rằng là bên Singapore thì thực ra là cái khả năng, cái tiềm năng về tăng thêm cái công suất ở họ là sẽ không nhiều được như Việt Nam, trong khi chúng ta đều biết là trong nền kinh tế mới thì là sẽ có cách mạng 4.0, và khi mà cách mạng công nghiệp 4.0 xảy ra thì chắc chắn là những cái dịch vụ về logistics, về vận chuyển nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh.
Và khi đấy thì Việt Nam chắc chắn sẽ là một cái đất nước được hưởng lợi, bởi vì chúng ta sẽ là cái bến cảng thứ hai sau Singapore mà các nước sẽ tìm đến. Vị trí ở đây nó rất là đẹp, khi mà nó có thể đi sang châu Úc rồi đi sang châu Mỹ và đi lên châu Âu. Nói chung là vị trí của nó rất là thuận tiện, thì các quý nhà đầu tư có thể thấy được cái tiềm năng của cái nhóm cảng biển này. Thì bây giờ bởi vì do tiềm năng của nhóm cảng biển như vậy, cho nên là chúng ta sẽ sang cái luận điểm cuối cùng của việc là khi mà GMD khai thác được cảng Chiang Mai Linh thì cái công suất nó sẽ sớm được lấp đầy và cái phí khai thác thì nó sẽ nhanh tăng. Thế thì cái lợi nhuận của GMD nó sẽ thay đổi ra sao? Thì mời quý nhà đầu tư có thể nhìn trong cái chart ở bên này, và anh Dũng có thể chia sẻ thêm về cái quan điểm của cái luận điểm thứ hai này. Vâng. Theo ước tính của chúng tôi thì Chiang Mai Linh sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay và dự kiến sẽ khai thác khoảng độ 80% công suất thiết kế giai đoạn 1. Trên cái công suất giai đoạn 1 là 1,5 triệu tiêu. Thì và sau đó thì cảng sẽ có thể khai thác toàn bộ 100% công suất giai đoạn 1 là 1,5 triệu tiêu trong năm 2022. Thì với cái đóng góp từ Chiang Mai Linh này thì chúng tôi kỳ vọng là lợi nhuận sau thuế của Chiang Mai Linh có thể đạt tần lượt là 633 tỷ trong năm 2021 và 835 tỷ trong năm 2022, tăng trưởng lần lượt là 43% và 33% so với cùng kỳ. Và thế thì tôi cũng muốn hỏi anh là, bởi vì như là muốn hỏi anh Dũng thêm một cái câu hỏi, đấy là năm 2021 thì cái sản lượng của Chiang Mai Linh đã là 80% rồi và 2022 thì nó sẽ lên 100%. Thế thì không biết là cái năm tiếp theo nhá, 2023 rồi 2024, 2025 thì liệu lợi nhuận của doanh nghiệp còn tăng trưởng không, và thế thì cái tăng trưởng của doanh nghiệp nó sẽ đến từ cái độ tăng trưởng của doanh nghiệp nó sẽ đến từ đâu? Song song với việc đưa vào vận hành giai đoạn 1 của Chiang Mai Linh thì GMNF cũng sẽ có cái kế hoạch là sẽ triển khai cái giai đoạn 2 của Chiang Mai Linh ngay trong năm 2021 này. Thì giai đoạn 2 này thì nó sẽ nâng cái tổng công suất của Chiang Mai Linh thêm 900.000 tiêu, tức là tổng công suất nó sẽ là 2,4 triệu tiêu, và đồng thời là tăng cái khả năng tiếp nhận tàu. Hiện tại là chỉ tiếp nhận được tàu có tải trọng là 200 deadweight ton, thì sắp tới giai đoạn 2 nó sẽ có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng lên đến 250 deadweight ton. Thì cái giai đoạn 2 này thì tôi kỳ vọng là nó sẽ xây dựng trong năm 2021 và sẽ có thể đi vào hoạt động trong năm 2023, tức là sẽ đóng góp cái lợi nhuận cho GMNF từ năm 2023. Và theo ước tính thì tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của GMNF trong năm 2023 và 2024 sẽ ước tính là 20% mỗi năm nữa đến từ cái giai đoạn 2 của Chiang Mai Linh này. Vâng. Vậy là ba điểm tích cực thì chúng tôi đã liệt kê qua cho quý vị nhà đầu tư. Thứ nhất đấy là từ cái việc là cái hệ thống cảng biển của Chiang Mai Linh thì là cảng nước sâu, và thứ hai nữa là cover được hết tất cả các cụm cảng ở trên Việt Nam. Ngoài ra nữa thì là cái triển vọng ngành cảng biển cũng rất là sáng sủa, và cuối cùng đấy là cái tăng trưởng lợi nhuận của Chiang Mai Linh thì năm 2021 là có một cái sự đột biến nhờ cái việc là khai thác 80% công suất của cảng, và 2022, 2023, 2024 thì tốc độ tăng trưởng vẫn có thể duy trì được hơn bình quân là 20% một năm. Vậy thì đây có phải là một cơ hội đầu tư tốt không? Khi mà mình nhìn vào các điểm tích cực thì đều đã thấy nó khá là tươi sáng. Vậy thì tôi sẽ sang ba cái điểm tiêu cực ngày hôm nay mà chúng tôi nhìn về cổ phiếu GMD. Thứ nhất đấy là cạnh tranh thị phần rất là khốc liệt ở cái cụm cảng Hải Phòng. Thứ hai nữa là hiệu quả sử dụng vốn của GMD cũng có thể là chưa cao. Và cuối cùng là cái lý do đến từ cái việc là bị mắc kẹt vốn ở trong cái nhóm nhóm cao su, nhóm đầu tư ngoài ngành. Thì bây giờ tôi sẽ sang cái đầu tiên, đấy là cái cuộc đua thị phần cảng biển ngày càng khốc liệt ở phía Bắc. Thì tôi có một cái chart ở đây thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là năm 2018 thì thị phần của GMD ở Hải Phòng là 20,9%, 2019 và 2020 thì nó sẽ giảm dần còn 17,8 rồi 17,5. Thì trong tương lai thì không biết là cái thị phần của GMD có còn tiếp tục bị sụt giảm hay không. Và ngoài ra nữa thì là cái việc mà cạnh tranh gay gắt như thế này, khi mà tình trạng là nhu cầu sẽ ít hơn so với cả cái lượng, sẽ ít hơn so với cả nhà cung cấp, nghĩa là cung đang vượt cầu, thì nó có ảnh hưởng đến cái việc là mặc dù là cái chính sách giá thì nó sẽ vẫn tăng, nhưng mà các nhà khai thác cảng ở Hải Phòng sẽ lách luật bằng cách là họ sẽ khuyến mãi thêm các loại phí khác để mà giảm cái chi phí
cái chi phí thuê cảng tại đây hay không, và điều đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của GMD trong tương lai. Thì anh Dũng có thể chia sẻ thêm là cái dự phóng của anh về cái nhóm cảng Hải Phòng này của GMD là trong tương lai là sản lượng nó có tăng hay không, và giá của việc khai thác này nó như thế nào? Vâng, trước tiên là mình nói một chút về quá khứ, tức là cái giai đoạn 2019-2020 cái thị phần của GMDF đã giảm từ 20% xuống còn độ loanh quanh khoảng 18% trong cái cụm cảng Hải Phòng. Thì cái việc thị phần giảm này là đến từ cái việc là một số cảng đã được đầu tư ra trước đấy đi vào hoạt động, trong đó có thể kể đến cái việc dành thị phần lớn nhất là của cảng Lạch Huyện. Thì theo tôi được biết thì đến nay thì cảng Lạch Huyện đã hoạt động được đến 60% công suất thiết kế và chỉ còn khoảng độ 40% công suất nữa thôi. Do đó và cũng đồng thời nữa là từ nay cho đến năm 2025 thì việc thì cái khu cảng Hải Phòng này nó sẽ chỉ có thêm sự bổ sung công suất đến từ cảng nước sâu của cảng Hải Phòng và cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 của GMNet. Thì do đó thì tôi cho rằng là trong tương lai thì cái sự cạnh tranh ở cảng Hải Phòng nó sẽ giảm đi, nó sẽ không khốc liệt như giai đoạn trước nữa, và cái tăng trưởng sản lượng của GMNet là hoàn toàn có thể. Và tôi có dự kiến là có cái ước tính đó là cái tăng trưởng sản lượng của GMNet trong giai đoạn từ 21 đến 2025 nó sẽ vào khoảng độ 2-3% một năm. Về giá thì có thể là sẽ không tăng được, do là cái mức độ cạnh tranh là vẫn còn tương đối cao. Vâng, vậy là cái mô hình dự phóng của chúng tôi liên quan đến cổ phiếu GMD và cái cụm cảng Hải Phòng này, thì chúng tôi cũng đã cân nhắc đến cái yếu tố cạnh tranh ở đây, và chúng tôi đã cho cái sản lượng nó tăng rất là chậm khi mà chỉ khoảng 2-3% thôi. Ngoài ra thì giá bán cũng không tăng, mặc dù triển vọng về cái giá của cái giá cảng biển là nó đã tăng trong các năm tới. Và chúng tôi sẽ sang cái luận điểm thứ hai tiêu cực đối với cái cổ phiếu này, đấy là liên quan đến việc là GMD bị mắc kẹt với các dự án đầu tư ngoài ngành. Thì hiện tại là GMD đang sở hữu cái dự án cao su là chiếm khoảng 1.200 tỷ book trong cái giá trị sổ sách, thì nó tương ứng với cả khoảng 14% giá trị sổ sách. Thì cái mảng cao su này hiện tại là không mang lại lợi nhuận gì cho GMD cả, và nó làm ảnh hưởng qua đó nó làm ảnh hưởng đến cái chỉ số sinh lời và với cả khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thì không biết là anh Dũng có cái góc nhìn như thế nào về cái mảng cao su này? Vâng, về cái mảng cao su này của GMNF thì tôi cho rằng là GMNF sẽ có nhiều cái cơ hội để thoái vốn khỏi cái mảng cao su này trong thời gian tới, và có thể thoái vốn được với giá trị bằng giá trị sổ sách là khoảng độ 1.400 tỷ. Do cái lý do là thứ nhất đó là giá cao su hiện tại đã cao hơn so với cùng kỳ là 60%. Thì cái điều này nó được thúc đẩy bởi các cái yếu tố, đó là cái việc tiêu thụ xe ở Trung Quốc và Mỹ đang tăng rất là tốt, và đồng thời là theo chúng ta quan sát thì cái giá của cao su này nó cũng sẽ có độ tương quan rất là lớn đối với cả giá dầu. Và giá dầu như chúng ta biết thì đã thoát khỏi một cái xu thế giảm vừa qua, và nó đang hình thành một cái xu hướng tăng khi mà cái nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới đang tăng trở lại. Và tôi cho rằng là giá dầu cũng như là giá cao su nó sẽ biến động tương quan với giá dầu, và nó sẽ có cái sự biến động tích cực trong thời gian tới, và nó sẽ giúp GMNF có khả năng thoái vốn được khỏi mảng cao su này. Đồng thời là cái mảng cái cây cao su của GMNF hiện tại đã đạt đến cái đường kính đủ để khai thác, do đó là cũng sẽ là một yếu tố thuận lợi để GMNF có thể thoái vốn được khỏi mảng cao su. Ngoài ra thì cái khoản đầu tư ngoài ngành của GMNF thì GMNF còn sở hữu hai cái dự án bất động sản lớn ở Sài Gòn và Lào. Thì trong đó thì cái dự án Sài Gòn Game của GMNF ở Sài Gòn là một cái dự án rất là nhiều triển vọng. Thì chúng tôi đánh giá thì Sài Gòn Game có cái giá trị rất lớn, và chúng tôi cho rằng là GMNF có thể thoái vốn được ở
cũng có nhiều khả năng có thể thoái vốn được ở dự án Sài Gòn Game trong thời gian tới. Với và chúng tôi định giá cái dự án bất động sản này của GMNF vào khoảng độ 1.000 tỷ đồng. Vâng. À, cảm ơn anh Dũng rất nhiều về những cái thông tin rất là chi tiết và đầy đủ về cái các dự án ngoài ngành của GMNF. Và bây giờ thì tôi vẫn sẽ tiếp tục xoáy vào cái luận điểm tiêu cực này của GMNF, đấy là cái hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Thì nghĩa là mặc dù là tôi đã thử loại bỏ các cái book mà nó liên quan đến ngoài ngành ra khỏi GMNF thì cái ROE, nghĩa là cái tỷ suất sinh lời bình quân trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nó vẫn ở mức tương đối khiêm tốn so với các doanh nghiệp cùng ngành, nghĩa là chỉ ở mức là khoảng tầm 6,5% sau khi đã điều chỉnh bỏ các book của các dự án ngoài ngành. Thì cái chỉ số này nếu mà so với cả trung bình ngành thì là nó đều hơn 10% cả. Thì không biết là cái điều gì đã khiến cho GMD có cái ROE thấp như vậy, và thì trong tương lai thì ROE của GMD liệu có được cải thiện hay không? Vâng, ROE của GMD trong giai đoạn vừa qua thấp thì nó đến từ, theo tôi là đến từ hai cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là do năm 2020 là chúng ta là có dịch Covid nên là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng. Và thứ hai nữa là cái khu cảng Hải Phòng hiện tại thì nó đang là cái khu hoạt động chính của GMNF. Trong cái giai đoạn trước đây thì nó đang có cái cạnh tranh rất là cao. Tuy nhiên là trong thời gian tới thì GMNF sẽ có cái sự đóng góp lợi nhuận từ cảng GMLink. Do đó là tôi ước tính là ROE của GMNF sẽ được cải thiện. Cụ thể là ROE trong năm 2021 và 2022 có thể cải thiện lên mức tương ứng là 9,5% và 11%. Và trong năm 2023-2024 thì với sự đóng góp của GMLink giai đoạn 2 thì ROE sẽ có thể tiếp tục được cải thiện lên cao nữa. Vâng, cảm ơn anh về cái thông tin chia sẻ thêm về cái triển vọng cái về khả năng cải thiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp GMD trong năm 2021 và 2022. Thì sau đây thì tôi sẽ xin tóm tắt lại những cái luận điểm tích cực và tiêu cực về cổ phiếu GMD mà chúng tôi đã tìm ra được trong chương trình này. Thứ nhất đấy là về luận điểm tích cực, thì đấy là đến từ việc là doanh nghiệp GMD là có cảng nước sâu và họ có các cụm cảng bao phủ cả ba miền Bắc Trung Nam để có thể tận hưởng được cái tăng trưởng về ngành cảng biển trong tương lai của Việt Nam. Và thứ hai nữa đấy là đến từ cái triển vọng tăng trưởng của ngành cảng biển của Việt Nam, về việc khi mà ký kết được các hiệp định thương mại thì vị trí địa lý hợp lý của Việt Nam để phát triển cảng biển. Và cuối cùng là đến từ cái việc là cái cước giá của Việt Nam vẫn còn thấp so với các khu vực và hoàn toàn có tiềm năng tăng giá trong tương lai. Còn đối với các điểm tiêu cực thì chúng tôi có là thứ nhất là đến từ việc là cái việc cạnh tranh rất là gay gắt đến từ cụm cảng Hải Phòng. Thứ hai nữa là đến từ cái thông tin là về cái việc là GMD bị kẹt vốn ở các dự án ngoài ngành. Và cuối cùng là cái hiệu quả sử dụng vốn của GMD chưa cao. Thì đối với cái thông tin về việc là GMD có các dự án ngoài ngành thì trong tương lai khi mà triển vọng giá cao su lên và thì GMD hoàn toàn có thể thoái vốn được khỏi mảng cao su, còn mảng bất động sản thì vẫn là một dự án tương đối tiềm năng, và chúng ta thấy đây chưa chắc đã làm việc bị kẹt vốn. Còn đối với cả cái việc là cái cụm cảng Hải Phòng cạnh tranh rất là mạnh mẽ thì chúng tôi cũng đã dự tính nó vào trong cái model định giá của chúng tôi, và nó sẽ có bao gồm cái việc là thứ nhất là cái sản lượng nó sẽ tăng rất là chậm trong tương lai, và thứ hai là đến từ việc là cái giá của cái nhóm cảng Hải Phòng này nó không tăng. Và cuối cùng nữa là đến từ cái thông tin là về việc là ROE của doanh nghiệp đang tương đối thấp so với cả trung bình ngành, thì nó sẽ được cải thiện khi mà GMLink nó đi vào khai thác được 100%, nghĩa là các doanh nghiệp cảng thì có cái chi phí fix và cái chi phí đầu tư cái giai đoạn đầu tiên rất là lớn, và khi mà các cảng của họ khai thác được công suất tối đa rồi thì đấy mới là lúc mà chúng ta nhìn thấy rõ được cái bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp. Và đấy là lý do vì sao mà GMD có cái lợi suất sinh lời khá là thấp trong cái giai đoạn vừa rồi và sẽ được cải thiện trong giai đoạn tới. Và sau đây, trước khi sang cái phần Q&A với quý vị khán giả, thì tôi cũng muốn nói thêm, thì tôi xin phép được dành ra 5 phút quảng cáo là hiện tại là bên VN Direct của chúng tôi đang có các chương trình được livestream, là thứ nhất là La Bàn Đầu Tư vào lúc 3:30 thứ hai hàng tuần. Thứ hai là chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư thì sẽ được phát trên YouTube vào lúc 18:30 thứ ba hàng tuần.
Và chương trình 360 độ cổ phiếu chính là chương trình ngày hôm nay, thì sẽ phát hành vào, sẽ livestream vào lúc 3:30 thứ năm hàng tuần. Thì đối với chương trình La Bàn Đầu Tư và chương trình 360 độ cổ phiếu thì sẽ livestream trực tiếp trên Facebook và sau đấy phát lại clip ở trên YouTube. Đối với chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư thì sẽ phát trên YouTube, sẽ phát hành clip trên YouTube vào lúc 16:30. Ngoài ra nữa thì chúng tôi có một cái chương trình rất là hay và mới, đấy chính là chương trình đối thoại với PM vào lúc 15:30 thứ sáu hàng tuần. Thì đây là một chương trình mà sẽ giao lưu với cả những cái nhà quản trị danh mục mà của Việt Nam. Và trong cái tuần này thì chúng tôi sẽ giao lưu với cả anh Lê Chí Phúc đến từ quỹ SCI, là một người đầu tư rất là chuyên nghiệp và rất là giỏi, mà quý nhà đầu tư có khi tham gia chương trình có thể sẽ có thêm rất là nhiều thông tin bổ ích. Và ngoài ra nữa thì ngày 23 tháng 4 này thì chúng tôi đang có một cái khóa học để đi stock và đang chuẩn bị sẽ khai giảng. Và quý nhà đầu tư khi mà quan tâm đến cái việc là nâng cao cái khả năng phân tích đầu tư của mình thì có thể cân nhắc đến cái khóa học này. Và bây giờ thì tôi xin phép là sẽ sang phần Q&A ngày hôm nay. Và tôi sẽ bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên. Thì đấy là bạn Trung Phương nói rằng mã này có thể nắm giữ dài hạn được giá tốt để mua là từ 32 đến 33. Thì rất là cảm ơn cái quan điểm đầu tư của bạn. Và tôi cũng đồng ý phần nào với cả cái quan điểm này. Và tiếp theo là bạn Đi Biang, thì mã này có thể nắm giữ dài hạn được không ạ? Giá mua bao nhiêu thì hợp lý ạ? Thì ok, thế thì sẽ em xin phép mời anh Dũng là có thể trả lời qua cho bạn Đi Biang là hiện tại là bên mình đang định giá GMD là bao nhiêu và có thể nắm giữ dài hạn được không? Vâng. Theo cái đứng dưới cái góc độ định giá thì chúng tôi đang định giá cổ phiếu GMDF nó rơi vào khoảng 40.000 cổ phiếu. Thì so với cả cái 40.000 cổ phiếu trong một năm, và nếu như mà chúng ta nhìn đến cái tiềm năng tăng trưởng của cái ngành logistics Việt Nam thì và hiện tại thì trong ngành thì rõ ràng là GMDF là cổ phiếu đồng ngành logistics của Việt Nam, thì có thể thấy là cổ phiếu nó còn rất là nhiều tiềm năng tăng trưởng nữa. Và do đó là tôi cho rằng GMDF chúng ta có thể đứng trên cái góc độ về định giá cũng như là triển vọng thì tôi cho rằng là cổ phiếu có thể nắm giữ dài hạn được. Còn đứng về góc độ thị trường thì có lẽ là mời anh Duy. Dạ vâng. Vâng, thì như anh Dũng đã chia sẻ với quý nhà đầu tư thì đấy là mã GMDF hoàn toàn có thể nắm giữ dài hạn được, bởi vì đây là cái mã đồng ngành về cảng biển. Thứ hai nữa là Việt Nam mình đang được hưởng lợi về các hiệp định thương mại. Và sau đấy nữa là cái vị trí của Việt Nam rất là phù hợp để phát triển cảng biển. Cho nên là về lâu về dài thì các cổ phiếu cảng biển thì đều sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng rất là hấp dẫn. Nhưng mà chỉ có một lưu ý là nhóm cảng biển ở Hải Phòng thì có thể là sẽ cần phải cân nhắc hơn khi mà họ bị chịu sự cạnh tranh gay gắt, nghĩa là nhu cầu đang cao, đang bị thấp hơn so với cả cái cung cấp ở cái khu vực đấy. Và ngoài ra nữa thì, và cái này cũng có thể góp phần, và như anh chúng ta chia sẻ thì là định giá của GMD của VN Direct cho cổ phiếu GMD hiện tại đang là khoảng 40.000 một cổ phiếu, cho nên thành ra là cái giá mua mà bạn Dung Hương bảo là từ 32 cho đến 33 thì cũng khá là hợp lý, bởi vì khi đấy thì nghĩa là cái vùng upside cho cái này nó sẽ hơn 15%, thì mình nắm giữ một cổ phiếu và ăn lợi nhuận khoảng 15% một năm thì cũng là một cái vùng tương đối hợp lý để mà mình có thể cân nhắc mua cổ phiếu. Và bạn tiếp theo là bạn Điệp Can Khúc có hỏi một câu hỏi rằng là con cùng ngành DXP thì sao? Hai anh ơi, xin chân thành cảm ơn. Thì anh Dũng có cái view phân tích về cổ phiếu DXP không? Vâng. Thì anh có thể brief sơ qua cho bạn, cho khán giả biết. Vâng, thực tế thì DXP nó là cái cổ phiếu của công ty cổ phần cảng Đoạn Xá. Thì cái cảng Đoạn Xá này nó nằm trong, nó gọi là cảng, nó nằm ở bên trong cái khu vực cảng Hải Phòng. Thì nó thực sự là đối với cả cái xu hướng phát triển ở hiện nay, tức là các hãng tàu ngày càng họ tăng cái size của tàu, thì rõ ràng là đối với cả một cảng như cảng Đoạn Xá thì nó với cái cơ sở tầng hiện tại thì rõ ràng là cảng Đoạn Xá sẽ không đáp ứng được những cái xu hướng tương lai của
ngành logistics sắp tới. Và theo quan điểm của tôi thì những cái cảng mà ở trong cái khu vực sâu trong cảng Hải Phòng thì về lâu về dài thì sẽ có thể dần chuyển đổi cái công năng thành khai thác những cái tuyến vận tải thủy nội địa, hoặc là có thể là thậm chí là làm cảng làm một ICD. Do đó là nó sẽ không thực sự hấp dẫn như là những cái cảng hoặc là những cái công ty mà có sở hữu những cái dự án ở cái khu vực ở Hải Phòng, thì nó những công ty sở hữu những dự án ở khu vực cảng nước sâu ở Lạch Huyện là sẽ không thể hấp dẫn bằng được. Vâng, và tôi sẽ sang câu hỏi tiếp theo, đấy là của bạn Hà Giang, là giá con container tăng là điểm tích cực hay là tiêu cực đối với GMD? Vâng, thực tế thì cái giá container tăng này nó sẽ, nếu nói về cái góc độ về khai thác dịch vụ cảng biển thì nó sẽ không có ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên là những cái doanh nghiệp khai thác cảng biển này thì họ sẽ cũng sẽ thường cung cấp thêm những cái dịch vụ logistics. Thì đối với cả những cái dịch vụ logistics này thì hoàn toàn là có thể được hưởng lợi từ cái việc là giá dịch vụ của giá container tăng này. Và nếu nói về việc là giá container tăng trong thời gian qua thì đúng là GMS có hưởng lợi, tuy nhiên là hưởng lợi không nhiều do là cái tỷ trọng của cái phần gọi là dịch vụ logistics của GMS không cao. Và tôi cho rằng là cái xu hướng giá container tăng này nó sẽ không còn tiếp tục được lâu dài, do là chúng ta phải nói về câu chuyện trước đây là vì sao giá container tăng, đó là vì do cái sự bất cân xứng giữa chiều đi và chiều về giữa các cái tuyến từ Trung Quốc đến châu Âu và Mỹ. Do là ở bên Mỹ họ không có đủ cái nguồn nhân lực để mà khai thác xếp giữa tàu, dẫn đến là hàng hóa các thứ khi mà đến những cái cảng ở châu Âu hay là những cảng ở Mỹ là bị đứng ở đấy và mất một thời gian rất là lâu mới có thể dỡ xuống được. Và trong khi đấy thì cái nguồn hàng từ Trung Quốc hoặc là từ châu Á đến Trung Quốc, đến Mỹ hoặc đến châu Âu thì do là cái chiều về từ Mỹ và châu Âu về Trung Quốc là không đáp ứng được cái nhu cầu container trở lại để xuất đi, do đó là dẫn đến cái sự mất cân xứng về cung cầu. Tuy nhiên là hiện tại là những cái cảng ở Mỹ hoặc ở châu Âu là đã hoạt động trở lại bình thường, do đấy là tôi cho rằng là cái giá container nó sẽ dịu xuống trong thời gian tới và nó sẽ trở về với cái mức cân bằng. Và đấy là câu trả lời của chúng tôi về cái câu hỏi về giá container. Và tôi cũng xin phép được bổ sung thêm một số cái câu trả lời về cái doanh nghiệp DSP mà bạn Điệp Thiên Cúc đã hỏi. Thì chúng ta có thể thấy là DSP với cả GMD nó sẽ rất là khác nhau, nghĩa là một cổ phiếu thì nó sẽ rất là tiềm năng trong tương lai, một cổ phiếu thì lại không còn tiềm năng hấp dẫn trong tương lai nữa. Và một cổ phiếu, nhưng mà bù lại thì cái cổ phiếu DSP này thì lại có cái tỷ suất sinh lời tốt hơn so với GMD. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là nó giống như kiểu như là giống như là GMD nếu mà không có đầu tư thêm, và DSP sẽ hơi giống GMD ở cái kiểu là GMD không đầu tư thêm nữa, nghĩa là không có chi thêm tiền, và như thế thì ROE của GMD sẽ rất là cao. Còn trong khi là DSP thì bởi vì do là không đầu tư thêm cho nên là ROE của họ là cao rồi, còn GMD là vì đầu tư thêm cho nên là ROE thấp đi. Thì DSP nó là cái phase mà là bây giờ là có một bài toán mới là đấy, bây giờ là chúng tôi có cảng nước sâu đấy, bạn có làm không? Nếu mà bạn làm thì trong tương lai triển vọng của bạn sẽ hấp dẫn, còn nếu mà bạn không làm thì bù lại thì bạn sẽ có rất là nhiều tiền bây giờ, nhưng mà trong tương lai thì bạn sẽ bớt công ăn việc làm đi. Thì việc đầu tư DSP GMD sẽ giống như việc là các bạn quyết định là sẽ đầu tư vào tương lai hay đầu tư để lấy tiền ngay hiện tại. Và nếu mà để mà lấy tiền ngay hiện tại mà là cổ phiếu DSP thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư là có thể chọn những cổ phiếu có ROE cao hơn và có trả cổ tức cao hơn so với cả cổ phiếu DSP này. Còn nếu mà chúng ta nhìn vào cái tương lai của cảng biển thì tôi nghĩ là GMD nó sẽ hấp dẫn hơn. Vâng, thì đấy là cái quan điểm của tôi về hai cái cổ phiếu này. Và sau đây thì tôi sẽ xin phép là kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Và quý nhà đầu tư khi mà muốn chúng tôi phân tích cổ phiếu nào trong chương trình sắp tới thì xin phép là hãy comment lên trên cái Facebook này, hoặc không comment lên trên chương trình của chúng tôi trên YouTube cũng sẽ được up lại
vào buổi tối ngày hôm nay, và xin phép cảm ơn và chào tạm biệt quý nhà đầu tư.